bạn, chào mừng các bạn đến với Kinh Vân Casino. Hôm nay mình đi chợ các bạn, thấy thấy sò nè, cái ốc nè, các bạn biết ốc gì không? Cái này là gai, nhiều người ta gọi là ốc gai các bạn. Có con này là như ở mình gọi là ốc nhảy á, chắc mỗi vùng kêu khác nhau ha. Bây giờ mình sẽ đổ ra cái thau các bạn. Ốc gai này nhiều gai lắm luôn. Đây là một cái ốc gai các bạn. Bây giờ mình sẽ đổ nước vô, mình sẽ ngâm ha các bạn. Mình ngâm với muối và ớt ha, giống như hồi lúc trước á mình có làm mấy clip á về sò cò, sò voi á, thì tất cả đều là ngâm muối với ớt ha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình ngâm muối các bạn. Ốc gai này ăn cũng nhặn nhặn các bạn. Ốc gai này hồi lúc mình cũng có ăn một lần rồi. Ốc gai này các bạn nên cẩn thận ha, rất là nhiều gai các bạn. Bạn nhìn nè, ó ghê chưa, toàn là gai không á. Giờ mình ngâm trong vòng khoảng nửa tiếng. Nhà mình hơi chặt ha các bạn. Cái ốc gai này nè, các bạn muốn sạch đó, các bạn đến tiệm rửa xe ha, kêu người ta cái đồi sạch đó, các bạn sạch vô á, là cái con ốc gai này nó sẽ tránh bốc luôn các bạn, sạch sẽ luôn á. Nhưng mình ở đây gần không có chỗ tiệm rửa xe ha, nên mình chỉ có ngâm muối ớt và mình sẽ rửa sạch ha. Đã bật bếp ga lên và đổ nước vô đây rồi ha. Bây giờ mình sẽ bỏ xả vô. Cái này hơi dài tí ha bạn. Đổ sò gai vô các bạn. Còn xả khúc này mình sẽ để lên trên ha, để lên bề mặt này. Bây giờ mình kiếm cái nắp mình đậy vô ha các bạn. Đây, có cái nắp rồi. Mình đậy nắp lại ha, để cho nó nhanh chín ha các bạn. Mình sẽ đợi trong vòng khoảng 15 phút, 20 phút lại để cho càng chín các bạn. Mình mở nắp ra các bạn. Wow, chín hết rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ tắt bếp và mình sẽ thưởng thức luôn ha các bạn. Mình sẽ đổ ra các bạn.
bỏ bớt nước ra các bạn. Quá thơm các bạn. Chào tất cả các bạn. Giờ mình sẽ nặn miếng chanh này vô các bạn. Đây là muối ớt chanh này các bạn, mình làm á. Sẽ nặn vô. Món này không thể thiếu muối ớt chanh ha. Cái này là chanh không hạt các bạn. Nết nước thôi. Để quậy lại luôn. Các bạn thông cảm ha, tại ở gần đây á nó hơi ồn ào tí các bạn ơi. Nó kèo kèo lại đó. Chua chua cay cay. Quên nữa. Ăn cái này là phải có tâm các bạn. Để mình lấy mấy cái tâm để đây. Đó. Mình sẽ ăn ha các bạn. Đây, trời ơi. Đó. Hôm nay chỉ có một mình ăn các bạn. Vợ mình bữa nay hơi mệt á, nhưng mà ốc này vợ mình bầu ăn được ha. Gần xanh này nên hơi mệt các bạn ơi, một mình thưởng thức luôn. Đây. Mình mời tất cả bạn ha. Mình sẽ ăn thưởng thức coi cảm nhận như sao ha. Nó dài dài nó sực các bạn. Con này khó lấy lắm. Mình sẽ tìm cái con nào dễ lấy các bạn. Tại nhầm con đó, nó thịt nó thụt vô trong á, mình khó lấy lắm. Đó, con này dễ lấy nè. Lâu lắm rồi mình mới ăn lại con này các bạn ơi. Mình chấm với muối ớt chanh nữa. Rất ngon. Ốc gai này nè các bạn có cảm giác như là nó hơi nhặn nhặn các bạn, hơi nhặn nhặn như hơi đắng đắng các bạn, nhưng mà ăn cũng ngon các bạn ơi. Mấy con này nó thụt đầu vô trong rồi, cái thịt đó nó thụt vô trong rồi. Tí nữa mình ăn thì mình sẽ đập ra ha. Mình sẽ tìm cái con nào dễ dễ thôi. À, nhưng mấy con này nó dễ nè. Rất ngon các bạn. Đó. Cái ốc gai này nè, mình sáng đi chợ á, thấy một chỗ một nó bán ớt gai rồi. Mình mua giờ luôn các bạn. Đi khắp chợ luôn. Không thấy chỗ nào bán á. Nhưng mà lâu quá mình không ăn á, nên bữa nay mình mua về cho các bạn mình ăn luôn. Đây nè. Con này là thôi mình biết á, ở dưới đây là kêu ốc nhảy các bạn. Còn mấy vùng khác không biết tên gọi ốc này ốc gì ha. Mình thử ốc này luôn. Ủa, ốc này nó cứng các bạn ơi. Rất khó lấy á. Cứng lắm. Sẽ lấy hai cái tâm đặt vô, lấy dễ hơn ha. Ốc này ăn chắc cũng ngon lắm nè. Thôi, con này thịt nhiều các bạn ơi. Con này là thịt nhiều nè. Sẽ thử thức luôn. Còn nó giòn giòn không, nó dài dài ngon hơn ốc gai bạn, ốc đó ngon hơn ốc gai.
ốc này không có nhặn nhặn, không có đắng ha, nhưng mà ốc gai nó hơi nhặn nhặn, nó nhặn nhặn nó đắng. Quá trời nhiều các bạn ơi, mình mua có 1 kg à. Các bạn đã từng ăn ốc này chưa các bạn? Ở vùng quê mình ở Cà Mau á, thì đa số là các bạn đều ăn rồi, mà không biết mà các bạn ở vùng khác á, các bạn được ăn ốc này lần nào chưa? Mình cũng ốc gai làm được nhiều món ha, luộc sả, các bạn luộc sả hoặc là luộc nước dừa hoặc là xào sả ớt. Còn lại có lấy không? Con nào lấy đây? Ăn cái này hơi cực các bạn ơi. Con này xào với nước cốt dừa cũng ngon. Ăn cái này nó cay cay các bạn, ngon. Màu. Mình khoái ăn nhất là cái muối ớt chanh này các bạn. Ăn hải sản muối ớt chanh là tuyệt vời. Ôi cậu, cậu con này bự dữ vậy. Thôi, con này bự dữ luôn bạn. Thịt chắc là dai. Nó dai dai, nó giòn giòn. Ăn cái món này nữa bạn. Có bạn bè á, các bạn luộc lên á, các bạn làm lai gai cũng ngon lắm á. Đạo bác. Nói chung ốc gai hôm nay á, mình luộc sả cũng ngon lắm bạn. Giá ăn vô là nó sực sực, nó dai dai ha, nó có vị hơi nhẵn nhẵn, hơi đắng xíu các bạn. Ốc này các bạn nhớ là rửa sạch ha, mình đến tìm cửa xe đó mình xịt vô là nó sẽ trắng phao luôn, còn cái này là mình không có rửa sạch á nên nó hơi màu đen ha, còn mình xịt vô là nó trắng tát luôn. Thôi thì bây giờ mình đến đây kết thúc ha, các bạn nào thấy hay á, cho mình một like và share, và các bạn nhớ đăng ký vào rung chuông bên phải màn hình á, rồi các bạn nhớ rung chuông ha, để mỗi khi mình ra video á, các bạn đều nhận được tất cả thông báo của mình. Mình hẹn các bạn clip sau ha, tạm biệt các bạn, mong các bạn luôn ủng hộ kênh của mình ha, tạm biệt các bạn, tạm biệt.